Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Sort of lining up to be a very interesting map for the former president. Nebraska's first is a huge margin, and Nebraska's second actually is a lean Democrat district, funny enough. So again, very, very interesting stuff here. And so when you basically put down all of the crosstab data for the Trump-Harris matchup from the latest Rasmussen poll, you get Trump getting 330 electoral votes to the Democrats' 208. But again, Trump losing ground with white voters can possibly hurt him. And if he loses enough, that may become a problem. But I think it's very fascinating that Trump basically can win through the Sun Belt. I mean, he literally can. He's winning North Carolina by 10, Georgia by 14, Florida by 14, Texas by 21, New Mexico by almost 5 points. You're talking about a 4.6 percentage point win there. Arizona about 7, Nevada 9. Like, if he literally could win through the Sun Belt, like, he wouldn't even need any of these states. I mean, Virginia, at that point, he could basically go for anything here. Nevada would be the biggest victory out of any of these other states I have in blank. And so he really, if Trump really does this well and these demographic crosstabs really hold up, Trump actually has a victory path through the Sun Belt, which is very fascinating. And Virginia is the main toss-up race here. And funny enough, the second bluest red state here is actually Wisconsin. It's only a point victory for Donald Trump in this video. So there is a legitimate possibility of getting this map. Like, this map could actually happen if these demographic crosstabs were to legitimately hold up, you know, as time goes on, and we'll see what happens. But again, the national average that we have and Rasmussen's national averages are basically lining up almost perfectly, and Rasmussen's national averages have been some of the most accurate in the industry. And so make sure to hit the like button, subscribe if you want more content just like this, and I will see you guys in the next video. Robert Kennedy, nói là đảng Dân Chủ, là ông rời bỏ đảng Dân Chủ cũng như đã kích đảng Dân Chủ trong cái cuộc nói chuyện ở Arizona ngày hôm qua. Robert F. Kennedy Jr. đã chỉ trích đảng Dân Chủ trong bài phát biểu hôm thứ Sáu khi tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống độc lập và ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump. Trong bài phát biểu tại Phoenix, Arizona được Newsmax đăng tải, Kennedy cáo buộc đảng Dân Chủ phá hủy nền Dân Chủ, nhân danh việc cứu nền Dân Chủ. Kennedy đã bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống với tư cách là đảng viên đảng Dân Chủ vào tháng 4 năm 2023. Tôi bắt đầu hành trình này với tư cách là một đảng viên đảng Dân Chủ, đảng của cha tôi, chú tôi, đảng mà tôi đã tuyên thệ trung thành từ rất lâu trước khi đủ tuổi bỏ phiếu. Ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã tham dự đại hội đảng Dân Chủ đầu tiên của mình vào năm 1960 khi ông mới 6 tuổi. Kennedy là con trai của tổng trưởng lý Hoa Kỳ Robert F. Kennedy và là cháu trai của cựu tổng thống, cố tổng thống John F. Kennedy, cả hai đều bị ám sát. Hồi đó đảng Dân Chủ là những người bảo vệ hiến pháp, bảo vệ quyền công dân. Đảng Dân Chủ phản đối chủ nghĩa độc đoán, chống kiểm duyệt, chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc và các cuộc chiến tranh phi nghĩa. Kennedy bắt đầu đó là đảng Dân Chủ, nhưng các bạn đã biết tôi đã rời đảng đó vào tháng 10 vì đó đã đi chệch hướng quá xa với các giá trị cốt lõi mà tôi đã lớn lên cùng. Nó đã trở thành đảng của chiến tranh, kiểm duyệt, tham nhũng, dược phẩm lớn, công nghệ lớn, công nghiệp lớn và tiền bạc lớn. Ông tiếp tục, Kennedy đã ra mắt ứng cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập vào mùa thu năm ngoái, khi đảng này từ bỏ nền Dân Chủ bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ để che giấu sự suy giảm nhận thức của tổng thống đương nhiệm
Tôi đã rời đảng để ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập với danh nghĩa cứu nền dân chủ. Đảng dân chủ đã tự mình phá hủy nó, Kennedy cả khẳng định. Ủy ban quốc gia dân chủ Kennedy cáo buộc đã tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ giả mạo trước đàn áp để ngăn chặn bất người nào thách thức nghiêm trọng đối với tổng thống Joe Biden. Sau đó, một màn tranh luận khủng khiếp có thể đón trước và dẫn đến một cuộc đảo chính cung đình chống lại tổng thống Joe Biden. Những người điều hành đảng dân chủ mờ ám tương tự đã bổ nhiệm người kế nhiệm ông cũng không qua bầu cử. Dân biểu Jingle nói với Newsmax nói là bà Harris cũng như là ông Watts là hai ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống đã thuộc về đi theo cái đường hồi lối xã hội chủ nghĩa. Dân biểu Rand Jingle Cộng hòa ở Montana đã nói với Newsmax vào thứ sáu rằng phó tổng thống Kamala Harris và người bạn đồng hành của bà là thống đốc Tim Walz là những người theo chủ nghĩa xã hội, nếu không muốn nói là cộng sản ở một số lĩnh vực. Với đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ đã qua, người Mỹ đã có cơ hội lắng nghe chính sách và mà Harris sẽ thực hiện nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Một trong những kế hoạch gây tranh cãi hơn của Harris là thực hiện kiểm soát giá trong nỗ lực hạn chế chi phí cho các mặt hàng thực phẩm hàng ngày. Chính kiện cho biết bài phát biểu của Harris là bằng chứng cho thấy đảng Dân Chủ không có bất kỳ chính sách nào. Các chính sách của họ thất bại và chủ nghĩa xã hội không hiệu quả, và hãy nhìn xem nước Mỹ không phải là một nước xã hội chủ nghĩa. Hai ứng cử viên này là những người theo chủ nghĩa xã hội, nếu không muốn nói là cộng sản ở một lĩnh vực như các thành phố trú ẩn. Ông xuất hiện trong chương trình Ram News. Chính trị nói thêm rằng người Mỹ đang tìm ra sự thao túng của giới quyền truyền thông đối với chiến dịch của Harris. Harris nói tổng thống Biden đang trong tình trạng tuyệt vời, đó là lời nói dối khi họ nói lạm phát là lỗi của Donald Trump. Đó là lời nói dối, vì vậy người Mỹ đang tìm ra điều gì, ông nói. Because he also went after me a couple of times. I didn't like it. And I mean this sincerely. Had he been allowed to enter the Democrat primary, he would have easily beaten Joe Biden, but they wouldn't let him in. They put up rules. I've never seen rules like he had to have 65% of the vote. Ông cựu tổng thống Donald Trump cũng như là ông Robert F. Kennedy đã có cuộc vận động tranh cử ngày hôm qua ở Nevada, và nhờ cái sự ủng hộ của ông Robert F. Kennedy thì tăng cái số sự ủng hộ cho ông Trump ở trong những cái chiến bang chiến trường đó, và làm cho đảng Dân Chủ bị hầu như bị tê liệt. Donald Trump đã xuất hiện tại một cuộc meeting ở Arizona cùng với Robert F. Kennedy Jr. vào tối thứ sáu, chỉ vài giờ sau khi Kennedy kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống độc lập của mình và ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Chúng tôi đang hoan nghênh sự ủng hộ từ các triệu đảng viên Đảng Dân chủ bất mãn độc lập, ôn hòa và những người theo chủ nghĩa tự do lỗi thời vẫn tin tưởng vào những thứ nhỏ nhặt như biên giới. Trump phát biểu trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên Newsmax và phát đồng thời trên nền tảng trực tuyến của Newsmax 2. Đảng Dân Chủ của John F. Kennedy đã biến mất mãi mãi, và đúng vậy, ngay cả Bill Clinton. Đối với tất cả những người ủng hộ chiến dịch của Bobby, tôi chỉ đơn giản là yêu cầu các bạn tham gia cùng chúng tôi xây dựng liên minh này. Đây là một liên minh tuyệt vời để bảo vệ tự do và an toàn, thịnh vượng và hòa bình. Đây là một liên minh đáng kinh ngạc, và mối quan hệ này rất tốt đẹp trong một thời gian dài. Tôi không nghi ngờ gì nữa rằng nó sẽ hiệu quả và sẽ hiệu quả, nhưng chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta phải giành lại đất nước từ những kẻ sẽ phá hủy đất nước của chúng ta. Khi hai người gặp mặt ở tiểu bang Arizona sau khi mà ông Trump vận động tranh cử ở Nevada, thì hai người đến gặp tại tiểu bang Nevada. Jim McLaughlin nói với Newsmax là nhờ cái sự ủng hộ của ông Robert Kennedy thì làm tăng cái sự ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump dễ thắng hơn. Nhà thăm dò ý kiến Jim McLaughlin đã nói với Newsmax vào thứ Bảy rằng sự ủng hộ của ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. đối với cựu Tổng thống Donald Trump là một bước ngoặt thực sự trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Chiều thứ Sáu, Kennedy đã bắt đầu bài phát biểu của mình tại Phoenix bằng cách tạm dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống và kết thúc bằng cách ủng hộ Trump. McLaughlin cho biết với tỷ lệ 2-1, những người bỏ phiếu cho Kennedy có xu hướng ủng hộ Trump nhiều hơn so
so với phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc đối đầu trực tiếp. Nhưng tôi nghĩ điều thậm chí còn quan trọng hơn không chỉ là con số mà và lý do, bác Flynn cho biết trong một lần xuất hiện trên World Cup American Weekend. Tại sao Robert F. Kennedy Jr., gia đình biểu tượng nhất trong nền chính trị dân chủ, lại chuyển sang ủng hộ Donald Trump? Ông ấy đã đề cập đến những vấn đề gì? Ông ấy nói về tham nhũng, đảng dân chủ không tuân theo hiến pháp, và ông ấy nói rằng mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ chính là đảng dân chủ. Mark Flynn cho biết cố vấn cao cấp của Trump năm 2016 John Idiot đã tham gia cuộc trò chuyện và đồng ý với Mark Flynn, nói rằng rất khó để họ thu hút những cử tri trung dung. Nếu bạn nhìn vào những gì đảng dân chủ làm trong 15 năm, 20 năm qua thì không có cách nào cựu tổng thống Bill Clinton có thể giành được đề cử của đảng này ngay bây giờ, vì đảng này đã chuyển sang cánh tả quá xa. Bây giờ họ có một người theo chủ nghĩa tự do ở San Francisco đứng đầu danh sách. Ông nói thêm, Mark Lublin cho biết đảng dân chủ đã bỏ lỡ cơ hội định nghĩa rõ hơn về Kamala Harris khi trong không mời Kennedy đến đại hội của họ vào tuần trước. Và bây giờ các bạn có Robert F. Kennedy Jr. ra mặt và ủng hộ Donald Trump, thì đó thực sự là một bước ngoặt trong chiến dịch tranh cử của tổng thống, ông nói. Tin từ ngày hôm qua thì FBI trong buổi chiều đã đột nhập vào nhà giám sát viên của ông Andrew Rổ cũng như bà vợ ông Jerry Rổ là chánh án đó, cũng như là đã đột nhập vào văn phòng luật sư của ông Andrew Rổ cùng cái địa điểm gần với lại cái văn phòng của con gái ông, tổ chức bắt vụ lợi thì cũng đã đột kích vào. Thì trong phòng luật sư đó có bướng để đó nhưng mà không có hoạt động như thường lệ, hình như là không có các khách hoặc là ông Andrew Rổ ông bận rộn quá thì không có làm việc có văn phòng của ông. Thì đó là cái tin, và cái tin chiều hôm qua đó thì bên ông Andrew Rổ đó, con gái bên ông Andrew Rổ thì cũng đã bướng luật sư mới ở trong luật sư cũ là cái ông đầu bạc đó, thì ông cũng không có còn làm nữa và mướn một luật sư mới để bào chữa cho phía bên con gái của ông Andrew Đỗ, cũng như ông Andrew Đỗ thì ông đã mướn được luật sư để thay mặt ông trong những cái vụ kiện trên tòa án về vấn đề tiền bạc hơn 10 triệu đô la mà ông đã chi ra cái tổ chức bắt vụ lợi đó, những cái người liên hệ đó. Thì trong vòng điều tra thì hiện nay chưa có tội gì cả, nhưng mà trong vòng điều tra thì chính phủ liên bang, cơ quan tình báo liên bang Hoa Kỳ FBI cũng như là sở thuế vụ cũng như là cái công tố viên cái vụ cam đó cũng đã tham dự vào. Thì nói về cái ông Trump cũng như bà Kamala Harris về cái cuộc bầu cử năm nay, thì bên ông Robert Kennedy thì ủng hộ tổng thống Trump, làm cái số phiếu mà tăng lên trong những cái 10 cái tiểu bang chiến địa đó nó tăng lên, thành ra ông áp đảo cái bà Kamala Harris hiện nay. Thì ông Robert Kennedy thì ông có khoảng 5,7.5% cái ứng cử viên, những người mà đi bầu chọn á. Những cử tri sáng suốt không bỏ phiếu mù quáng cho đảng dân chủ không bị đánh lừa với những câu chuyện vận động tranh cử của phó tổng thống Kamala Harris. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết đầu tiên Harris từ bỏ quyền được đề cử vì các cử tri sơ bộ của đảng dân chủ đã chọn tổng thống Joe Biden, khiến bà trở thành ứng cử viên không được bầu. Thứ hai, bà không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài chính mình về các vấn đề của nước Mỹ, tuyên bố rằng bà có thể sửa chữa những điều mà bà đã chỉnh và chính quyền Biden đã phá vỡ theo Trump. Điều gì mang lại cho bà quyền tranh cử tổng thống? Trump viết trên Truth Social, bà không nhận được một phiếu bầu nào so với 14 triệu phiếu bầu của Biden. Bà đã thất bại trong nỗ lực trước đó và được đầu tiên là người đầu tiên trong số 22 người được bỏ cuộc không phải bao giờ vào được Iowa, và bây giờ bà ứng cử viên tổng thống. Trước giờ bầu cử trước đó là bà năm 2000 đó bà là bỏ chạy trước, không có được một cái phiếu nào hết. Thì bây giờ ông Biden có được 14 triệu phiếu để cuộc bầu sơ bộ thì ông ta đã bị ép buộc phải rời khỏi và bà thế vào. Trump và Robert Kennedy đứng bên nhau ở Arizona, và ông nói nếu mà tổng thống Trump mà đắc cử sẽ thành ra một cái ủy ban để điều tra đặc biệt về cái vụ ám sát của ông tổng thống Donald Trump. Robert Kennedy Jr. bên cạnh tại một cuộc meeting ở Arizona vào thứ sáu,
Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên thệ rằng nếu đắc cử vào tháng 11, ông sẽ thành lập một ủy ban về vụ ám sát Tổng thống là một hội đồng để điều tra sự gia tăng kéo dài hàng thập niên của các vấn đề sức khỏe, mãn tính và bệnh tật trẻ em. Kennedy đã kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống độc lập của mình vào thứ Sáu và ủng hộ Trump. Cha của ông là cựu thượng nghị sĩ và thống tổng trưởng lý Hoa Kỳ, là chú của ông là Tổng thống John F. Kennedy đã bị ám sát vào những năm 1960. Và Trump đã sống sót sau vụ ám sát ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania. Hai, chúng tôi đều tham gia vào việc này để làm những gì đúng đắn cho đất nước, Trump nói trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên Newsmax và phát đồng thời trên nền tảng phát trực tuyến Newsmax 2. Đó là một điều tôi có thể nói với bạn, ông ấy đã mất cha và chú của mình khi phục vụ cho đất nước của chúng ta, và bản thân Bobby đã phải chịu nhiều mối đe dọa liên tục đến sự an toàn của mình trong suốt quá trình vận động tranh cử, trong khi bị chính quyền Harris và Biden từ chối bảo vệ cho một vụ bảo vệ. Searching at least three properties connected to an Orange County nonprofit accused of misusing millions of dollars in federal money to buy real estate. One of the people connected to the nonprofit is a daughter of an Orange County supervisor. NBC4's Hetty Chang is live in Tustin at one of the raids happening right now. Hetty. Annabelle, neighbors tell us they saw several FBI agents arrive here at this home in Tustin on Candida Place right around 9:30 this morning. And really all afternoon, we've been watching them go in and out of the house, at times bringing out several boxes of what appears to be evidence. The home does belong to Rhiannon Doe, and she is the daughter of Orange County Supervisor Andrew Doe. The FBI confirming today it served search warrants at three Orange County homes. The properties are connected to allegations in a civil lawsuit that nonprofit group Viet America Society used millions of dollars in pandemic relief funds to buy several properties for themselves. According to that civil lawsuit filed last week by Orange County leaders, Supervisor Andrew Doe's daughter, Rhiannon Doe, bought this home on Candida Place last year. The lawsuit alleges Viet America Society was awarded more than $10 million of pandemic relief funds to provide and deliver meals to the elderly and disabled during the pandemic. That, the county alleges, never happened, nor did the nonprofit build a Vietnam War memorial, as the county says it was supposed to do with another set of federal funding. One neighbor in Tustin we spoke with, who doesn't want to show his face, says he was always suspicious of his neighbors, who were always quick to shut the garage door behind them. Crazy. I had no idea about it, and we kind of put the pieces together after hearing the news story and everything. It's terrible. I mean, I live with my grandmother. We help take care of her, and taking meals away from senior citizens during COVID, that's terrible. It's horrible. Aside from the federal agents going in and out of the house today, we haven't seen anyone else at the home. We left several messages at Supervisor Andrew Doe's office, as well as the lawyer representing that nonprofit group. Our phone calls and emails have not been returned. We're live in Tustin, Hetty Chang, NBC4 News. Ready to